Xin chào tất cả các bác, hôm nay tôi sẽ làm nhanh cái clip review cái vòng lu hoa huyết long 18 ly loại lu hoa cho anh Bằng ở Yên Bái. Anh có đặt tôi và đã đặt cọc trước tôi tiền, rất là tin tưởng bên shop rồi. Thì tôi đã chọn cho anh cái vòng 18 ly 13 hạt, nhưng mà tay anh bé thì anh bảo bỏ ra một hạt cho anh để ngoài dự phòng, còn đeo 12 hạt thôi, xỏ 12 hạt là vừa. Nếu mà tay bé thì đeo 12 hạt cũng vừa đấy, tôi đeo thử này. Đây, tay tôi khá là mập, 80 mấy cân, thì đeo thì nó hơi kích một chút. Đây, nó hơi kích một chút, nhờ cũng đeo được, đeo được. Còn nếu mà tay anh bé thì anh đeo là ok, là vừa. Đó, thì khi mà đặt hàng bên tôi ấy, thì tôi các bác hoàn toàn là yên tâm đi. Tôi bảo hàng có hàng đẹp là sẽ có hàng đẹp, là các bác yên tâm. Còn nếu mà hết hàng thì các bác phải chờ. Thế là tôi nói quan điểm rất là rõ ràng, là khi mà các bác gọi điện đặt hàng gì mà tôi bảo hết hàng, không còn hàng đẹp nữa, thì không còn hàng VIP hay không còn hàng lưu hoa nữa, thì các bác nếu mà muốn đặt hàng thì các bác chờ. Chờ thì tôi sẽ ước lượng thời gian tầm khoảng 4-5 ngày hoặc 3-4 ngày, có thì tôi sẽ báo. Thì các bác chờ được thì các bác chờ, còn không các bác tìm được thì các bác cứ mua mình thoải mái. Còn nếu mà tôi bảo có hàng đẹp thì các bác hoàn toàn là yên tâm nhá. Tôi đã nói ra là phải chuẩn vì tôi biết hàng nó như thế nào. Đây là 12 hạt của anh, lu kín luôn, gần như là 90-100% là lu hết, chọn từng hạt lu chìm nước nhé. Cái này khỏi cần phải thử luôn. Đây, tôi thử một hạt này. Đó, chìm chưa? Này, phòng này. Chìm chưa? Rất là đẹp. tám mi nu hoa của anh từ kỳ đẹp, đeo xuống màu rất đẹp. Hôm nay quá bác, mỗi vòng đốt trúc nu hoa của tôi đeo xuống màu đẹp lắm. Em gửi chụp gửi ảnh về cho tôi, cực kỳ đẹp, màu đỏ đậm, nó xuống màu nâu đỏ đậm, đẹp cực kỳ luôn. Đeo khoảng một hai hơn tháng gì đấy, đẹp cực kỳ, màu đẹp. Còn cái vòng gì nữa nhỉ, giới thiệu cái vòng từ đàn nữa, từ đàn đỏ đâu nhỉ. Đây có vòng trầm mã số 04 này, không mấy này. Đấy, mã số 04 này, cái vòng anh ấy có khách đặt, là tôi cái vòng trầm tự nhiên chìm nước. Loại này thì thơm lắm, nhưng mà anh ấy đang đi nước, anh ấy đang đi du lịch rồi, chưa về. Bao giờ về thì anh ấy báo tôi để tôi gửi anh. Đây tiếp tục là chọn cái vòng xưa cho cái anh trong miền Nam. Vòng xưa 20 ly. Đây là 18 ly này, đẹp. 18 ly này, cổ xưa đỏ Quảng Bình nhá các bác nhá. Ừ. Đây này, xưa này, xưa 20 ly này, tôi chọn cho anh ở trong miền Nam này. Anh Thành mới đặt tôi hàng lúc xưa. Đây, nhìn tôi sẽ cho các bác xem Vân nhá. Vân cái vòng này, hàng VIP này. Anh ấy đặt tôi cái vòng mã số 01 này, 20 ly 12 hạt.
Đó, cái cố cực kỳ già luôn. Phần niti niti này nó còn xoắn lại nhau này, nó xếp chồng lên nhau này. Đó, các bạn nhìn thấy nó đỉnh chưa, đậm chưa, màu cái vòng này nó mới là vòng đỉnh. Hàng này không có đâu, hiếm lắm, thi thoảng mới có một lô thôi mới làm được thôi, bị khó tìm. Và hỏi người dân trong Quảng Bình người ta cũng nói là rất là khó tìm những cái màu rễ rồi cái hàng khô như thế này rất là khó. Cái hàng mà lũa này, lũa từ hàng trăm năm đấy, nó còn sót lại trong rừng người ta đào được ấy, rất là hiếm. Thi thoảng người ta đi người ta gặp, người ta nhặt được thu lượm về, người ta để lại trong gần nhiều nhiều người ta bán được vài cân thôi chứ không có nhiều. Nên là hàng này các bác mua thì nếu mà các bác gọi mà muộn mà hết hàng thì cũng bó tay, không thể nào đào đâu ra hàng để cung cấp cho các bác được, vì hàng này nó là hàng độc. 20 ni sánh vai cùng 18 ni, 20 ni xưa và 18 ni huyết long lua VIP, hai vòng VIP quá đẹp. Tôi sẽ chụp cái ảnh này up lên Facebook nha, up lên đây, ảnh này ảnh đại diện quá đẹp rồi. Xin chào các bác nha, cảm ơn các bác đã xem video của bên chúng tôi, và hy vọng là các bác sẽ ủng hộ Mộc Hương Shop trong thời gian sắp tới. Các bác cứ xem video, muốn xem thêm thì các bác có thể vào truy cập vào cái trang của chúng tôi để xem thêm những video mới nhất cập nhật, hoặc là đăng ký. Các bác tốt nhất là ấn đăng ký kênh để khi mà có video mới họ sẽ thông báo hoặc hiển thị lên cái trang lướt của các bác, thì các bác sẽ dễ theo dõi hơn. Đó, bên tôi ship hàng tận nơi nhá, được kiểm tra hàng miễn phí ship. Bác nào cho các bạn nào mới xem được thì cập nhật thêm thông tin, và có đang có chương trình khuyến mại đấy, các bác có thể và truy cập vào cái đường link ở bên dưới để xem những cái chương trình khuyến mại website Mộc Hương Shop. Và các bác vào Mộc Hương Shop thì các bác vào phần tin tức ấy thì cập nhật những cái tin tức khuyến mại mới nhất bên tôi. Cứ hàng tháng là tôi lại có chương trình khuyến mại giảm giá, rồi thì tặng vòng, rồi thì giảm giá đấy. Các bác cứ vào trang mộchhuongshop.com để cập nhật những cái thông tin khuyến mại tháng này. Ví dụ tháng này các bác xem được video này thì các bác phải vào, nếu muốn xem chương trình khuyến mại được giảm giá hoặc là được tặng cái gì đấy thì quà đấy, thì các bác vào Mộc Hương Shop và phần tin tức để cập nhật, đọc cái phần tin tức đầu tiên, bài đầu tiên đấy. Hoặc là ở những cái banner khuyến mại đấy các bác kích vào, nó ra link thì các bác theo dõi ở đấy thì các bác theo dõi được thông tin khuyến mại và đòi hỏi cái quyền lợi cho mình nhá. Thì bên tôi sẽ giảm giá cho các bác theo cái chương trình khuyến mại đấy. Và giảm giá cũng phải được nhiều đấy, giảm giá cũng tương đối đấy. Mình cứ đòi hỏi cái quyền lợi của mình nhá. Thì bên tôi nhiều, mỗi tháng là đều làm chương trình khuyến mại hết, đều giảm giá bao nhiêu phần trăm là có hết ở chương trình, cái bài viết đấy nhá. Giảm giá như thế nào, quy định như thế nào thì có hết bài viết nhá. Chào các bác nhá.